trước thềm đại hội đảng tổ chức lại sinh chuyện bài viết của tác giả Trần Văn được đăng trên trang blog VOA cuối tháng trước ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở toàn đảng chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp vào năm tới đặc biệt là sắp xếp nhân sự lãnh đạo các tổ chức đảng địa phương trong nhiệm kỳ tới để tiến hành đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 riêng với nhân sự ông Trọng nhấn mạnh phải kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động luân chuyển phải xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Lựa chọn sắp xếp nhân sự phải thận trọng, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ khách quan, gia tăng kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo, nghiêm cấm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Đầu tháng này có ngay hai scandal minh họa thế nào là kết hợp hài hòa, xử lý hài hòa, khi hệ thống đảng các cấp chuẩn bị cho việc lựa chọn sắp xếp nhân sự lãnh đạo các tổ chức địa phương. Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải từ chức ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty xây dựng Sài Gòn, một doanh nghiệp của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bùng lên hồi tuần trước, tuần này vẫn chưa lắng xuống. Vừa có hai cựu thứ trưởng nội vụ qua báo giới khẳng định không thể kiểm điểm ông Hải vì nhân vật này đã làm đúng quy trình. Nhận quyết định bổ nhiệm rồi mới từ chức, thành ra không thể xem là không trông thành ra không thể xem là không tôn trọng tổ chức. Trước đó vài ngày, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cựu phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Kim Yến, bí thư quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cùng phê phán chuyện ông Hải từ chức vì hành động này biểu lộ sự thiếu tôn trọng tổ chức. Cả hai bà không chấp nhận lý do ông Hải nại ra là nhiệm vụ mới trái với chuyên môn, trái với sở trường. Sự sắp xếp của tổ chức trái với nguyện vọng của cá nhân và là bằng chứng về sự tùy tiện trong sắp đặt nhân sự khiến cho tự khiến cho đương sự bị tổn thương. Ông Hải không phải là nhân vật xa lạ với công chúng Việt Nam. Ông đã từng nổi đình nổi đám khi dọn dẹp vỉa hè quận 1. Đầu năm ngoái, từng xin từ chức vì không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Không lập lại được trật tự trong sử dụng vỉa hè quận 1, nhưng 4 tháng sau lại xin rút đơn từ chức vì được lãnh đạo động viên thuyết phục. Ngoài những ý kiến tán dương ông Hải dám soạn dẹp vỉa hè, đụng đến các thế lực ngầm, có cả những ý kiến cảnh báo đừng tưởng vậy. Kết luận cuộc thanh tra nhằm phòng chống tham nhũng trong việc cấp giấy phép xây dựng tại phòng quản lý đô thị quận 1 đã xác định ông Hải, phó chủ tịch phụ trách đô thị tại quận 1, chính là người phải chịu trách nhiệm về hàng loạt thiếu sót sai phạm trong việc cho phép xây dựng nhiều biệt thự, khách sạn sai với các quy định pháp luật hiện hành, và hết sức chậm chạp trong việc xử lý các thiếu sót sai phạm khi chúng bị phát hiện tuần vừa rồi tổ chức không chỉ xuất hiện như nguyên nhân tạo ra scandal đoàn ngọc hải được phân công nhận nhiệm vụ và ngay sau đó nộp đơn xin từ chức ngoài thành phố hồ chí minh tổ chức còn gây lùm xùm ở hậu giang ông nguyễn thành nhơn bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tư pháp hậu giang dứt khoát không nhận quyết định điều chuyển về hội chữ thập đỏ tỉnh hậu giang để giới thiệu bầu làm phó chủ tịch hội này. Giống như ông Hải, ông Nhân giải thích, ông không chấp hành sự phân công của tổ chức vì nhiệm vụ mới trái với chuyên môn sở trường của ông, người mà 27 năm vừa qua chỉ làm việc trong lĩnh vực tư pháp và chưa bao giờ bị kỷ luật. Theo báo giới, lãnh đạo chính quyền Hậu Giang đã mời ông Nhân lên làm việc, vận động ông chấp hành sự phân công của tổ chức, nhưng ông lắc đầu một cách dứt khoát và sắp tới sau khi xem xét, tỉnh ủy Hậu Giang sẽ kết luận về trường hợp ông Nhân có đáp ứng nguyện vọng của ông là được tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tư pháp. Có kỷ luật ông vì không tôn trọng tổ chức hay không? Trước mắt, ông Nhân dù không còn là phó giám đốc sở tư pháp Hậu Giang nhưng vẫn là bí thư đảng ủy của sở này. Trung tuần tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu tiêu chí quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến Trung ương Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau cam kết đổi mới việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự lãnh đạo từ địa phương đến trung ương của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quy hoạch vừa kể được ca ngợi là một tiến trình chặt chẽ, khách quan trong việc lựa chọn cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến lược. Muốn biết quy hoạch, quy trình nhân sự được khẳng định là tiến bộ ấy có nâng được chất lượng nhân sự lên cao hơn có sàng lọc, loại bỏ được những người bất xứng, có thể xem như bằng chứng về sự thận trọng, bài bản hay không, thì cứ ngắm nghĩa, ngẫm nghĩ kỹ về hai scandal vừa kể, và chờ xem những scandal khác chắc chắn sẽ rộ lên như nấm sau mưa. Hai chữ hài hòa mà ông Trọng dùng trong cả bài viết lẫn chỉ thị được giới thiệu rộng rãi cuối tháng trước, có nghĩa riêng, muốn hiểu, phải xem các ví dụ minh họa. Trao đổi về Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài viết của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Còn gần 2 năm nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam mới họp Đại hội 13, thế mà bây giờ đã rầm rộ chuẩn bị, bắt đầu thảo luận từ hội nghị Trung ương 9 ngày 25 tháng 12 năm 2018, bàn luận nhiều ở hội nghị Trung ương 10 ngày 16 tháng 5 năm 2019. Ngày 30 tháng 5, Bộ Chính trị ra chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng các cấp tiếp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Rất nhiều ban bệ đã được lập và tích cực hoạt động để góp ý kiến cho đại hội. Ông Nguyễn Trung viết thư gửi Tổng Bí thư, các ủy viên bộ chính trị ngày 25 tháng 4 năm 2019. Ngày 20 tháng 5 năm 2019 lại công bố bài kiến nghị về đại hội 13. Ông Vũ Trọng Khải viết bài đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới toàn diện để Việt Nam có thể trở thành một nước phát triển vào năm 2030. Tôi vốn định chờ đợi khi mọi việc tương đối rõ ràng mới góp ý, nhưng trước các sự kiện dồn dập, không thể ngồi yên mà cũng động bút vài dòng. Ngày 12 tháng 1 năm 2019, tôi công bố bài góp ý chuẩn bị đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và bây giờ viết bài vài ý trao đổi với ông Trung, ông Khải, ông Trọng và những lãnh đạo của Đảng. Tại hội nghị 10, nghe ông Trọng nói vài điều về đổi mới chính trị, về sửa đổi điều lệ đảng. Một số người vội mừng và hy vọng, biết được ông Trọng đang chuyển biến theo hướng dân chủ hóa. Bài của ông Trung và ông Khải hình như dựa trên giả thuyết này. Chẳng thế mà ông Trung trong một kết luận viết, đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cả nước đoàn kết một lòng, khép lại quá khứ, cùng nhau đem hết tâm trí và nghị lực tiến hành cải cách chính trị thành công đề nghị đồng chí nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tuyên bố trước toàn thế giới Việt Nam quyết hoàn thành thắng lợi công cuộc cải cách này để phát triển quốc gia mình. Ông Khải đề nghị những cải cách quan trọng về chính trị, kinh tế, giáo dục và đào tạo mà ông gọi một cách khiêm tốn là lạm bàn. Về chính trị, ông đề nghị đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới hệ thống tổ chức nhà nước, chuyển đổi từ toàn trị sang dân chủ soạn lại hiến pháp. Toàn những đề nghị rất hay, rất thiết thực, chỉ là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chấp nhận. Thế còn chỉ thị 35 và bài của ông Trọng viết những gì? Vẫn là con đường cũ, lý thuyết cũ, vẫn kiên trì mắc lê và toàn trị. Nghĩa là mọi thứ chỉ dựa vào một nguồn, không bao giờ chịu nghe lời phản biện. Vẫn kêu gọi tìm cho được sự thật, nhưng rồi người kêu gọi và kẻ đi tìm vẫn đã tự bưng tai bịt mắt để chỉ tìm thấy một phần của sự thật mà đó chỉ là phần bên ngoài dù cho có kêu gọi rát họng mà cách làm như vậy sẽ không bao giờ tìm ra bản chất của sự vật những mừng rỡ hy vọng của một số người với ông trọng té ra bị nhầm to chỉ thị số 35 và bài viết của ông trọng như những thùng nước lạnh và bẩn dội với những hy vọng mong manh của họ không biết sau khi đọc được chỉ thị 35 và bài của ông Trọng, những người đặt niềm tin vào ông có tỉnh ngộ ra hay không? Để chuẩn bị cho đại hội, có hai việc quan trọng nhất là nhân sự và báo cáo. Về nhân sự, trước đây tôi đã có bài phản biện đường lối cán bộ Cộng sản. Đảng dựa vào quy hoạch cán bộ, một quy hoạch mà từ bộ chính trị đến các đảng viên thường cho là rất đúng, rất hay. Nhưng tôi lại thấy, ngoài vài điều chấp nhận được, phần lớn toát lên tính phản dân chủ phản tiến bộ, phản khoa học. Tôi xin đem sinh mạng ra để bảo vệ điều vừa viết. Bài này tạm chưa bàn đến vấn đề cán bộ, chỉ mới bàn một ít về báo cáo. Báo cáo chính trị gồm hai phần chính: đánh giá tình hình và vạch ra nhiệm vụ mới. Những thư ngỏ góp ý tuy có đề cập đến tình hình nhưng chủ yếu là bàn về nhiệm vụ. Tôi lại cho rằng quan trọng nhất là đánh giá tình hình và tìm ra nguyên nhân cơ bản của tai họa. Nếu đánh giá sai thì mọi đường lối, mọi nhiệm vụ được vạch ra dựa trên sự đánh giá ấy sẽ khó có được mức độ tin cậy. Để đánh giá, trong chỉ thị 35 cũng như trong bài của ông trọng đều nhận định rằng đánh giá đúng bao giờ cũng là một việc khó. Vì thế phải nhìn vào sự thật, tôn trọng sự thật. Nói thì hay như vậy, nhưng liệu có làm được không? Tôi đã đọc kỹ các báo cáo của vài đại hội vừa qua và chưa thấy một báo cáo nào viết rõ sự thật. Mẫu văn bản được lặp đi lặp lại là vấn đề A, vấn đề B này đã có những thành tích như sau. Nhưng cũng tồn tại một số thiếu sót, nguyên nhân là do XYZ, từ đó rút ra bài học MNOP. Báo cáo ở Đại hội 13 chắc cũng lặp lại như thế. Những báo cáo như vậy đã làm vừa lòng nhiều người, nhưng nó mang lại lợi ích hại nhiều, rất lãng phí và đặc biệt là làm cho lãnh đạo và nhiều người hiểu không đúng thực tế. Nó được viết dựa vào sự thật nhưng tiếc thay đó mới chỉ là một phần của sự thật mà là phần bên ngoài phần dễ thấy còn thiếu một phần bên trong thuộc bản chất rất khó thấy khi chỉ nhìn thấy một phần bên ngoài mà chưa thấy rõ bản chất rồi vạch đường lối thì có nhiều khả năng phạm sai lầm vạch ra những thứ không cách gì thực hiện được như làm cho đảng cộng sản trong sạch vững mạnh như tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội nhưng đến năm 2020, đưa Việt Nam thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Rồi còn phạm vào chuyện, để ra những việc mang tai họa như hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo kinh tế tư nhân, quốc hữu hóa ruộng đất, kinh tế nhà nước là chủ đạo. Những người làm báo cáo có thể thấy phần nào bản chất nhưng không dám viết ra, hoặc họ không thấy được. Vì sao vậy? Vì ý thức hệ như một cái màng che mắt, vì sự kiên trì mác lê như một cái chụp lên đầu, vì sợ mất thứ này bị thứ kia. Một phần của bánh mì vẫn là bánh mì, một phần của sự thật lắm khi không phải là sự thật mà là sự dối trá. Phải chăng trong các báo cáo là loại sự thật này? Rất mong lãnh đạo đảng có người còn thiện trí để nghe những góp ý. Tôi thấy cấp bách nhất, quan trọng nhất của Đại hội 13 là đánh giá thật đúng tình hình. Nghĩa là nhìn cho ra, biết cho đúng sự thật, tìm cho được nguyên nhân cơ bản của những tai họa đang vướng phải muốn thế đảng không thể dựa vào những cán bộ và trí thức của mình phần lớn họ là những người hữu danh vô thực nhiều mưu mẹo nhưng kém thông minh làm việc chủ yếu theo lối dựa dẫm chứ không có phương pháp khoa học không có năng lực phân tích và phát hiện họ chỉ có thể tìm ra một phần sự thật vậy lãnh đạo đảng muốn biết được sự thật trong khi chưa thực sự có tự do ngôn luận chưa có tự do báo chí thì tốt nhất là tổ chức đối thoại giữa cán bộ của đảng và những người phản biện không phải đấu tranh tư tưởng không phải tranh luận mà là đối thoại đối thoại là hợp tác để cùng nhau tìm ra tiếng nói chung đối thoại giúp mỗi bên trình bày hết quan điểm của mình và nghe được những điều hay lẽ phải của bên kia để điều chỉnh để sửa đổi và để hợp tác đoán rằng phía đảng ngại đối thoại công khai vậy thì tổ chức đối thoại kín cũng được nhưng nó phải được thu âm toàn bộ trung thực để bộ chính trị và ban chấp hành trung ương nghe và thảo luận các ủy viên bộ chính trị và ban chấp hành trung ương nên đến trực tiếp để nghe đối thoại, đối thoại công khai để cho toàn dân theo dõi sẽ là tốt hơn nhiều. Hình như lãnh đạo đảng sợ phải đối thoại, sợ gì cái chứ? Trong tay đảng có đầy đủ sức mạnh bạo lực, còn các nhà phản biện đến đối thoại với hai tay không. Xin đừng sợ những nhà phản biện như sợ ma quỷ. Nếu qua đối thoại mà phát hiện được thế lực thù địch thì cứ lập tòa án mà xử chúng nó chạy đâu cho thoát. Không dám đối thoại để tìm chân lý, thì đảng bị mang tiếng là nói vậy nhưng không phải vậy. Hoặc nặng lời là bề ngoài thân thất nói cười mà bên trong nham hiểm lừa người ngây ngô. Miệng luôn cầu khấn nam mô, nhưng bụng thì toàn chứa một bộ âm mưu. Xin hỏi Bộ Chính trị, hỏi Hội đồng Lý luận và Ban tuyên giáo Trung ương, các vị có dám đối thoại hay không, đặc biệt là đối thoại để chuẩn bị cho Đại hội 13 nếu các vị không dám thì nói nhiều cũng vô ích tôi đã có nhiều suy nghĩ về các cách tổ chức đối thoại khi các vị chấp thuận đối thoại cần hỏi đến tôi sẽ xin trình bày sau ngại rằng nói trước bước không qua